Chào các bác, em lên sóng con rửa bát TH1 các bác nhé. Một cái mẫu mã đời mới hiện đại trông rất là sang. Con em bán là 6 triệu 2 bảo hành 1 năm. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển, chưa bao gồm biến áp. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000 các bác nhé. Máy Nhật điện 100V cho nên là các bác phải có biến áp đổi điện ạ. Nhà bác nào có thôi thì không phải mua. Còn biến áp các bác mua bên em thì là 500.000. Một con TH1 đã test dọn, chạy ok ngon lành, hình thức sáng đẹp, bảo hành 1 năm, đời 2018. Hai số điện thoại giao dịch bên em nhé, hai kênh YouTube qua xem mình xin mới đăng ký kênh. Bình tồn khá là ok. 2018 series con này là 1538. Chức năng của máy rửa bát thì từ các cái đời cổ National hay Panasonic, mấy con TR, TM hay là TH này về cơ bản nó cũng rất là giống nhau thôi các bác. Eco Navi này, chức năng hẹn giờ này, giống hệt dòng TR các bác, chả khác gì dòng TR luôn. Thời gian sấy thì 30 phút này, cũng kèm giữ khô bát đũa này. Chế độ rửa tiêu chuẩn này, nhiều chế độ rửa lắm. Đây là các bác này. Đấy, các bác nào thích thì mình có thể Google mình dịch ra rồi nhé. Bình thường thì em để các bác chế độ này tiêu chuẩn này. Đấy, để tiêu chuẩn. Hoặc là chỉ sấy thôi thì các bác bấm lên nó chỉ sấy này. Đấy, bấm cái này mà nó lên cái số 60 luôn, đây là chỉ sấy, mình có thể chọn sấy 30 hay là 45 thì tùy, 60. Con này thì hai cánh nó mở dồn dưới đây các bác, cho nên là chiều cao của nó là 60 phân nhé. Nội thất con này rất là sáng này. Đấy, rất là mới luôn, nhựa sáng đẹp, trong lòng sạch sẽ các bác nhé. Răng chỉ này thì không bao hỏng rồi. Thực ra là ngày nào em cũng quay rất là nhiều máy rửa bát, nhưng nhiều khi nó hơi ngắn ngẩm, không muốn quay nhiều các bác. Vì nhiều quá ngày nào cũng quay đi, quay lại một hai mẫu đấy thôi. Nhiều lắm. TH, TZ, TR đủ các bạn nhé. TR6, TR3, 5, 8, 9, 7. Rồi TZ100, TH1, TH3. Mã số 1 các bác nhé. Giá thì bên em công khai rồi. Bác nào cảm thấy phù hợp thì ủng hộ bên em. Cảm ơn các bạn.